Hello, everyone. See you again. I'm back here to teach you about the place been to and gone to. As you know that been is the participle of the verb be verb been, and gone to is the present perfect or is the past participle of the verb go one gone. So been to versus gone to. Been to, gone to. They both are present perfect. And what are the difference? Are they the same or different? So if they are different, how are they different? How are they different? Okay, so now let's go ahead and see our lesson today. Been to versus gone to. Been to versus gone to. Been to, present perfect, and gone to also is present perfect. And so how are they different? So now let's distinguish. There are works in a travel agency. There are works in a travel agency. He has been to many countries. There are works in a travel agency. He has been to many countries. Has been to many countries. Have you ever been to Singapore? Have you ever been to Singapore? Have you ever been to Singapore? No, I haven't. Yes, I have many times. Example. Okay. Another word or another phrase with the word gone to. Example. Tida is not at home now. She has gone to the market. Tida is not at home now. She has gone to the market. Next. Rita has just gone out. Rita has just gone out. Maybe she will be back at lunchtime. Maybe she will be back at lunchtime. Okay, so what are the difference? Can you guess the difference? Or do you know exactly what they are different? Okay. Ta lấy chấm đoan mới. Từ từ là cái been to và gone to. Anh ấy cứ chia chúng ta là sao bằng grammar đấy. Em bố biết thật bí và dân 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 present simple thực tế bí hay nên go vì khó khăn đi xa là còn ta dân 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 present perfect been to hay nên gone to vì chụp xa xa lại khăn đi với tiết tớ làm việc prai thá từ bàn tờ đi khăn đi ta làm khó khăn đi mày ta là bàn tờ mấy nà tờ mày chắc là khăn đi làm prai thá bàn tờ còn ta dân dân distinguish làm việc ca bỏ prai hay nên bên năng vì chỉ có này ca khó khăn đi nè chắc mà Dara works in a travel agency. Bạn Dara thuê cá nè con ông phân nghĩa rồi cả lại thuê đồng nào mà cầm hôn thuê đồng nào mối. Dara thuê cá nè cả lại cầm hôn thuê đồng nào mối. He has been to many countries. He has been to many countries. Nên phải là quá thuộc bằng tới bởi tiêu chỉ trở. Chắc là biết has been to nhưng phải thuộc bằng bạn từ anh ấy prà thuộc bạn từ he has been to many countries anh ấy chỉ experience được quá he has been to many countries chắc anh ấy sầm đau lớn complete visit or a complete action or complete activity như anh vậy ta complete visit là complete visit yeah a complete visit. Chắc cái lại đi bạn này là ra thua ca là cùng hơn thua đồng nào mua cái lại hay has been to many country đi bạn này là có thua bạn tới lên và tới hết rồi and now where he now à cái lại đi he has been to many countries nên bạn này là có thua bạn tới hết rồi chắc đi cho bạn sau được ca thua đồng nào của chắc ca thua bạn này ra nếu chưa đưa ra mới để cho bạn này có tới lên và tới hết rồi nó cứ chọn vậy bạn này chắc à lời đi có ai này nè ai nữ at home or ai nữ his homeland or at home or at his homelands. À lấy con ai nơi tết rồi ai nơi tết cầm nào được bảo quản nhé ai nơi home rồi ai nơi his homeland ai nơi tết rồi con nơi tết cầm nào được bảo quản và tại bà đây quá thuộc từ lý của tết hệ trái nó cứ chọc hài bạn từ lý của thầy từ lý của thầy chỉ bọn sao bảo quản có từ lý của thầy chắc là lâu đấy ai thì quản được tết rồi có ai quan nợ vật tế na mùi tiền còn đấy bàn tay ban thua từ lên vật tế cho ra nó bán tàu hài rồi bàn tay khả năng về đấy ai quan nợ vật tế của bán thà ai quát
nơi bà tế mùi nà tiết có bàn đài và tại bọn bà sao bà quát môn nắng cư quát bàn từ bà tế kia trọng hỏi đó là chứ complete visit cứ dưới bà là đầm nào cũng sáng đa bàn chọt mùi TP, have you ever been to Singapore? Have you ever been to Singapore? Have you ever been to Singapore? Anh ấy, have you ever been to Singapore đấy? Have you ever been to đấy? Như vậy đó. Tao nè thuộc bàn từ, tao nè thuộc bàn từ. Trong suy bọt bà sao này kia thuộc nào. So, have you ever been to? Have you ever been to Singapore? Như vậy, tao nè thuộc từ lên Singapore đấy. Đại đất tế. Tao nè thuộc từ lên vật tế Singapore đất tế. Tao nè thuộc từ lên vật tế sang hạm rây đất tế. Nên suy bị bọt bí. Bọt bà sao không chịu hình. Nếu bà sao như thuộc tới thì ta, yes, I have. Bà sao thì mình thuộc tế cứ, no, I haven't. No, I haven't. But I'm throw up the day. And it's so big experience, right? Experience in traveling, right? Experience in traveling. Okay. And it's cứ bọn bị sao còn cả thường nói được bọn bị sao chỉ mới cái đã từ lên cái lại nè mới tu sửa cái lại mới. Nè, have you ever been to Singapore? Have you ever been to Siem Reap? Have you ever been to Boko? Have you ever been to Kri Rung or have you ever been to Kaip? Sùa bài này, ta thuộc từ liền đại tế. Sùa bài này bài này thay ảnh lớn nâng nâng tế thế. Bài này chàng sùa bài sao bị muốn mắt thuộc đại tế, thuộc từ liền tế. Nế, tỏa này chứ, mà chàng sùa gây ta thuộc. Bị xây ta nè thuộc từ liền, hay bị xây ai thuộc từ liền có công tế. Chẳng công sùa đó. Did you go to? Nế, thì có, do you ever go to? Chẳng như sùa đó. Have you ever? Chỉ bọt bài sao, chỉ experience. Chính là sao đó? Hay bị say? Have you ever been to Koh Kong? Have you ever been to Koh Rong? Dù vậy này nè. Tôi lên Koh Kong đi, tôi lên Koh Rong đi. Chẳng? Been to lại nè. Cứ dừng dễ một tí. A complete visit. Hay dừng prai thá thuộc bản tử. Dừng tư hai rồi. Mà đọc tiệm với những cái mặt tư lại nạp xe chứ này. Vẫn à cái lại nè cứ dừng bản thu hai rồi. Chẳng nay mà tôi là gone to win. Gone to. Thida is not at home now. Chẳng thida là lâu năng đọc tiệm đi. Thida is not at home now. Thida lâu mình ở tiệm đi. She has just gone to the market. She has just gone to the market. She has gone to the market. She has gone to the market. She has gone to the market. Như cái nhé. She has gone to. Has gone to cái này đi. To the market. Chắc cái này đi. Giờ phải thuộc bàn tư đi. Phải tập bán. Bàn tư tầm đồ. Bàn tư đồ. Nên chơi nhầm nào này. She or she started. She started. Her she started her journey or she started her journey. Okay, you can say she started her trip or she started the journey to. Yeah, she has gone to the market. She has gone to the market. You write that. Ban từ xa. Cha đi ban làm gì? She started the journey. Niêng ban chấp đám thôi làm nào? Nè, niêng ban chấp đám. She bạn này cái này she has gone to the market bạn này thấy niên bạn từ từ ơi mình she started traveling or she started her travel right she started a travel to the market but we are not sure that whether she is at the market or she is on the way to the market but she have left home. Right? She have left her home. So maybe she's on the way to the market, or maybe she's at the market, or maybe she's on the way home now. Okay, we are not sure, but we know that she's not at home. Okay, chẳng cái này đi. Niêng ban tập xà, niêng ban tập xà. Chẳng cái này nó dương là we are not sure. No, we are not sure. Nhưng mình phải có thể thật táo. À lỡ nè, vừa niên ban chơi nhập xa này. Chẳng mình phải có thể ta niên đọc xa được nấu. Vì là dường dưới dưới đang thật ta niên đọc xa. Rồi có niên gặp con ở chi? Tập xa. Rồi có niên tập lọc bịp xa một. Một tèo bình tì. Giờ đang tìm đăng xa lỡ nè. Niên ọt nợ bình tì. Hai niên ban tử tập xa. Chắc ai thật niên cầm phong tầm nâu tạm lỡ. She's on the way to the market. Rồi có she's shopping at a market. Rồi có she's coming back or she's on the way home now. Rồi có niên tự lọc mà đo tạm lơ mọc tèo bởi nhờ.
dọn đằng thì tái đang thành điểm ban chân tử chân lập xà chân sạc cam phiếm này cứ not com not complete ban này thế in progress now in progress now cứ cầm phong tài cá cầm phong tài cá lao nó về về nặng mới tiền Rita had just gone out Rita had just gone out Rita had just gone out. Just này, time just này, mà mát phải ta tựu tài. Chứ Rita had just gone out. Rita tựu tài chênh tựu kẹo mình nâng à. Rita tựu mà chênh tựu kẹo mình nâng à. Maybe she will be back at lunchtime. Maybe she will be back at lunchtime. Phải hai chìa niếng nâng tà lọc một vấn nữa ai. Mong, biệt bài thì ngày tròn ná. Phải hai chìa niếng nâng tà lọc một vấn nữa, biệt bài thì ngày tròn. Chứng, dùm hình đi. Where is she now? Is she at home? No. Jenny ai thân niên trên bì cái lạnh ai thân niên ở nơi bởi dương dây bì cái lạnh phương cá niên ở nơi lại phương cá thì niên trên nhà kẹo mình á mình phép bèo thân niên trên nhà kẹo mình và nó đang trên từ này vẫn hình trên từ tâm trên từ mình chắc ai trên từ tên như tên nu rồi cả trên từ tầm nào tầm nào giờ đang này bàn tay hiện đang thá maybe she will be back at lunchtime. Còn ta niên có hai chị ai nâng mình nhằm ba nhạc lại phương cà với có dương dạy thang maybe she will be back at lunchtime. Rồi có bật sân dịch nấu bật tết dân thà à lỡ ní bật sân dịch nấu bật tết hành giấy á. Bà nè ta Rita hay just gone out. Rita tâm chênh được khéo mấy nâng à. Maybe she will be back at lunchtime. Rồi ai ta chênh tập tên nhạc vàng máu hay nữ. Còn hai chị niên nâng tà lọt một bánh nữ. Ai bê ba chạy tròn. Nhưng chắc là ní niên ai thân mình nấu cái lại phương cà rồi có mình nấu bật tết đi. Cứ niên chênh được khéo mình. Ai thật đã tên nhạc vàng. Chẳng niên chân tư nó cứ niên mình toàn ban tự lọc màu bình tì. Nếu chỉ present perfect đôi chân hồi đáy bàn tay. Perfect đấy bạn này ta. Niên bạn này ta. Nữ ca là niên chân tư nó cứ nữ tay thật nông ca chân tầm nào đài. Bạn này ta chỉ sẽ cam phía mỗi đợt niên chân tầm nào đài. Cứ mình toàn tự lọc màu tì. Chẳng là sẽ cam phía overlight về niên chân tư hồn nâng. Ở toàn tự lọc với nữ kia bảo chứ. Has gone to. Has gone to. Have gone to. Rồi chân 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 bác ta bảo. Gone to. Tụi này gone to. Chẳng, đầu tiên, Rita had just gone out. She may, maybe she will be back at lunchtime. Cho Rita tâm chân thì kêu mình á. Và hai chị niên nâng tàu vấn là phía bài thằng ấy tròn. Nó phía bài thằng ấy tròn. Chẳng, anh ấy cơ nhé, niên chân thì kêu. Để bà này ra not at home. Not at home now, né? Not at home now. She is traveling. She is traveling, or she is in the middle of travel. In the middle of traveling. Chứ nên một con là thật nơi trong bè gần đây này càng phù đóng. Bè gần đây này càng phù nào. Chứ như tập hợp một vĩnh. Been to, hay nên gone to. Xong đó là càng phù nào được nhé. Vẫn been to, nhưng xong đó là càng phù nào mới được chọc. Khoa chị bọn đi sao. Chứ experience. Ở trong số đồn nam này, thật tập nào đấy. So, have you ever been to? Have you ever been to? Hay dùm này gone to. We achieve some people mỗi đây. Mình toàn chóp bà nè cam một phim là dùm ra gòn thu nữa bà nè thác ca thùm nào bà yếu thật nó không bẹt gần đá này ca thùm nào xong bẹt gần đá này cam phim nó toàn chóp thì nè in progress cứ gần phương tay bằng to cả lần nè dẫn hỏi I hope you understand well about the uses of the phrase been to and gone to. So have you ever been to India? Have you ever been to Mundurigiri? Okay, see you later. And hope you like the video very much. Don't forget to subscribe to get more video. Thank you, bye bye.